Chờ thì cảm xúc phải làm sao à, khi mà sư mở cái chương trình vấn đáp phật pháp à, nó là để có cái nơi cho quý vị đưa ra những cái thắc mắc và sư sẽ dành thời gian để mà sư tìm cái Uh, cách để mà sư trả lời nhưng mà như thế này uh, loài người mình sống với nhau á um, chúng ta có cái lễ chúng ta cư xử với nhau thì có uh, có cái uh, um, mình gọi là có cái cơ bản giao tiếp với nhau uh. và sư cũng không phải là cái cổ máy ví dụ như quý vị gõ trên google đó quý vị chỉ gõ chỉ cần gõ là uh, dễ vui là gì thì google nó sẽ trả lời nó sẽ không có nói năng gì hết bởi vì nó là cái máy còn sư thì có đôi khi sư tự hỏi sư đã làm cái điều lầm lỗi gì đối với quý vị sư đã tạo cái chuyện điều gì lầm lỗi để đáng phải bị cư xử như vậy Ừ, thì đâu phải cái máy mà có gì hỏi theo cái kiểu uh, nó nó chổng chơ uh, uh, thì thôi thì nhắc để ai có cái lòng hiểu được uh, thì mình uh, có cái cách mình cư xử cho nó uh, chúng ta cư xử cho nó có tình người với nhau ha uh. và xin thưa nếu như mà quý vị đem những câu hỏi này cái kiểu hỏi như thế này cái cách đặt câu hỏi như thế này quý vị đi hỏi thử quý vị đi hỏi những vị trưởng lão để xem các ngài trả lời như thế nào nha mà thôi đại sư đã nói là quý vị hỏi thì ông sư hành tuệ ông sẽ trả lời thì bây giờ ông sư hành tuệ ông sẽ trả lời cho quý vị dễ vui đó là khi mà chúng ta không có cái sự quan tâm đúng mức đến cái cần phải quan tâm ví dụ như chuyện giữ giới là cái cần phải quan tâm mà chúng ta không quan tâm đúng mức đến chuyện đó cho nên chúng ta không có được cái sự quyết tâm giữ giới cái chuyện vung bồi các công đức là cái chuyện nên làm mà chúng ta không có sự quan tâm đúng mức đến nó thì chúng ta gọi nó là cái sự dễ vui. Ừ. Còn cái chuyện mà chơi lì cảm xúc thì uh, theo như cái sư hiểu tức là quý vị không còn cái sự tha thiết hào hứng gì đến cái chuyện tu hành. Thì khi đó quý vị cần phải tăng trưởng cái um, tinh tấn giác chi, tinh tấn giác chi và cái uh, hỷ giác chi mà cái tinh tấn giác chi và cái hỷ giác chi đó um, sư có um, sư đã có giảng rồi nó có những cái nó có nó có những cái chi phần uh, nó có những chi phần um, đây. Kim sư giảng thức giác chi đó. đây Ờ, mở dùm sư cái danh sách lớp Phật pháp nền tảng ha ờ, có cái tinh tấn giác chi và cái hỷ giác chi ờ, quý vị mở xem hai cái này tại vì cái thời gian nếu mà nói đầy đủ là nói tới hai tiếng đồng hồ để quý vị có được những cái phương pháp có được những phương pháp để quý vị đối trị với cái nội tâm mà lu sụp ừ. và cái người đặt câu hỏi là sư nhớ đến một cái trường hợp. Đó là có người họ yêu cầu sư, yêu cầu sư cho họ tài liệu về 12 nhân duyên. Và khi đó sư cũng tự đặt câu hỏi là sư đã làm cái lầm lỗi gì mà đáng phải bị cư xử như vậy. hỏi một cách là cái chuyện mà cung cấp tài liệu đó, đó là cái bổn phận trách nhiệm của sư và giống như là cái kiểu bề trên đó, giống như là quý vị kêu còn sen đó, mày lấy cho tao cái chén nước cái kiểu như vậy sư từ chối thì họ lại quay qua họ chửi họ dùng những cái ngôn ngữ để họ sĩ vả và sư rất lấy làm lạ sư rất lấy làm lạ là tại sao họ không dùng cái khả năng ngôn ngữ đó để mà họ đề nghị họ đưa ra một cái yêu cầu họ đưa ra một cái câu hỏi mà khi đó cái người đọc họ dễ tiếp nhận hơn và nếu như có giúp họ cũng vui lòng họ giúp mà mình lại dùng cái kỹ năng đó để mình đưa vào cái khả năng là mình mắng chửi người khác có đôi khi sư cũng rất là lấy làm lạ rất lấy làm lạ ờ, có những cách hiểu như vậy thì bản thân quý vị chịu thiệt thòi thôi ha? bản thân quý vị chịu thiệt thòi